Chào các bác, hôm nay cũng rỗi rảnh mình thực hiện clip để bổ sung thêm một màu sắc cho cái kênh chim cô gái hay của mình. Thì hôm nay mình giới thiệu các bác là cái quá trình mình bón chim và mình trùng đậu, cũng như là cái hôm trước là có bón chim, bón trùng đậu rồi. Hôm nay mình sẽ làm cái công tác tẩy giun cho chim. Thì giai đoạn tẩy giun cho chim các bạn có thể là nó bắt đầu đang học mổ hoặc mới biết mổ, để nó tẩy theo kiểu đồng bộ đều đặn thì các bạn nên làm như vậy. Và các bạn sẽ pha thuốc và các bạn sẽ mớm cho từng con theo tỷ lệ. Thì đây là cái thuốc tẩy giun các bạn ạ. Thì cái này liều lượng các bạn thường tăng so 1,5 cup lên so với cái quy định. Ví dụ như người ta bảo là 1 lít cho 10 con thì các bạn có thể pha 15 lít cho 10 con. Đấy là kinh nghiệm là như vậy, nó cũng an toàn thôi, không vấn đề gì cả. Thì con chim nó được tẩy giun thì nó sẽ có lực để nó nớn, nó đẩy chim. Và hôm nay mình sẽ thực hiện. Về cơ bản thì các bạn sẽ pha thuốc. Cái này là của nó là gói 10g, thì các bạn pha với cái này là theo là cái quy định là 1g cho 1 lít nước. Đó, 1g cho 1 lít nước thì cái này thì mình tương ứng với 1 nửa lít nước. Thì các bạn có thể pha 1g cũng được. Không sao cả. Gam thì có nghĩa là 1/10 của gói này. Đó. Và chúng ta sẽ để làm hai cái bu này. Đây các bạn. Và sau đây tôi sẽ ngoáng đều lên. Ngoáng đều dùng một cái xi lanh. Và chúng ta mớm cho con nào thì chúng ta thả vào lồng này. Đang ngoáng đều lên, đang ngoáng đều lên nhá. Không biết là các bạn nhìn có rõ không? Tôi thử kiểm tra xem là màn hình nhìn đến đâu. Ok, khá là tốt. Để sau đây một chút. Thì chỗ này của tôi là một dàn chim, nó rơi vào tầm khoảng 25 con, 24 con, đó, 28 con gì đấy, tôi không nhớ lắm. Nhưng mà tôi sẽ ok. Trước khi các bạn cho nó ăn nó uống, các bạn nên có những cái huýt sáo và có những cái động thái để cho nó tạo sự thân thiết, nó sẽ có sự quen. Đấy. Các bạn nên nhớ là như vậy. Và các bạn ngoáng đều bơm ra bơm vào thuốc cho nó. Mỗi một cái xin anh này của nó là 50cc thì các bạn có thể bón được cho 3 đến 4 con. Các bạn cho ra khỏi lồng chỉ 2 con 1 thôi. Đó, 2 con 1. Và các bạn nên nhớ là những chú chim của thao chim cô gái thì luôn là như vậy. Các bạn thấy là nó rất là thuần đúng không ạ? Đấy. Nếu như mà các bạn mua chim của bên mình thì mình khẳng định một điều là các bạn sẽ được chim thuần. Và các bạn nuôi gáy khách cũng được. Đó, các bạn thấy nó đang ngủ. Đó. Gáy khách cũng được mà gáy sinh sản cũng thuần. Đó. Thì các bạn nên nhớ là các bạn sẽ bón như thế này. Các bạn đưa tay vào đây và các bạn cho nó uống. Và đây là xong một chú. Thì các bạn thấy là gì? Cái phần diều của nó là hơi được khoảng 60% diều. Và các bạn cho vào. Và đây là em này là vừa mới ở đây xong. Đó, chú thứ hai. Và các bạn thấy là những chú chim của chúng ta là rất là thuần đúng không? Đó. Các bạn nên nhớ là khi các bạn nuôi con chim mà nó bông tơi, nó khỏe mạnh như thế này, đó, các bạn thấy là nó rất là ok, to đẹp thuần, đó, thì các bạn sẽ thành công. Và đây là những chú chim của chúng ta,
các bạn đưa tay vào này và há mồm, các bạn thả từ từ vào đây đó. Với cái dung tích này là con chim nó sẽ tẩy dung được. Và tôi sẽ cho vào đây, tôi sẽ cho vào lồng đây. Tiếp theo sẽ là lấy chỗ này còn dư một ít, mình lấy đại khái là mình sẽ lấy làm ba, mỗi một này là tôi sẽ bơm với ba con ra đây. Ra tiếp em nữa, ra tiếp hai em một nhá, để cho nó mỗi một lúc ra là các bạn thấy là chú chim của chúng ta đó. Và tôi sẽ làm nhanh thôi đó. Vậy là đã xong, xong một em, xong ba em. Các bạn thì nuôi chim nó phải như vậy, bung tơi đẹp đẽ và nó thuần như thế này. Những chú chim của chúng ta sinh sản, tôi vẫn thường nói trên kênh, nếu như các bạn nuôi sinh sản mà các bạn không nuôi những chú chim non như thế này, không thuần thục như thế này thì các bạn không bao giờ ra được hiệu quả trong quá trình sinh sản đó. Đấy. Hôm nay nắng ấm, mình sẽ tẩy giun cho chúng. Và đây là những chú chim này là nó đã biết ăn rồi, nó đã ăn rồi, nhưng mà mình vẫn cứ phải bón. Mình bón như vậy để cho nó thuần các bạn ạ. Nó thuần đến mức độ mà nó coi như là chúng ta thả ra, nó cứ búng cánh, nó cứ nhây nhây cánh, nó xè cánh, nó theo mình. Đấy, thì các bạn thấy là khi chúng ta tẩy được giun như thế này thì con chim nó sẽ có cái lực để nó lớn. Đấy, khi mà chúng tôi bán cho các bạn thế thôi, nó sẽ có những cái không có cái rủi ro về chết chóc. Và đây là con thứ ba của cái sinh anh này. Chúng ta làm như này thì nó rất là đều đặn đúng không? Nhưng mà thực tế một buổi sáng chúng ta có thể làm được 50 con chim. Và 50 con chim này nó sẽ là cái thương hiệu của mình. Nó sẽ được xuất đi các vùng miền. Và các bạn thấy là khá là ok. Tôi sẽ lấy một tiếp, sinh anh tiếp. Cái này sinh anh là sinh anh 50cc các bạn nhé. Và đây là cái thuốc này là thuốc tẩy giun an toàn. Thuốc này là tôi sử dụng cái thương hiệu, nó cũng công ty cổ phần Biovet. Ok. Đây con. Các bạn thấy con nào nó cũng búng cánh đúng không ạ? Đó. Và tôi sẽ làm tiếp. Tôi sẽ làm nhanh thôi. Tôi sẽ làm rất nhanh, các bạn thấy là tôi làm rất là nhanh. Là nếu như các bạn nhìn nghe vẻ nó cầu kỳ, nhưng thực ra đối với tôi nó là cái việc hàng ngày rất bình thường đó. Những chú chim này nó rất bình thường, chúng ta cứ làm quy trình như vậy nó sẽ không nhầm lẫn, nó sẽ không có vấn đề gì cả. Các bạn đưa tay vào đây, chú mình nó sẽ há mồm thôi. Đó. Và nó lại sẽ... Các bạn thấy là nó... Mình nên đẩy nó đi, chứ mình không nên túm nó. Tại vì khi con chim diều nó đã no rồi nhé. Con chim diều nó đã no rồi. Đó. Các bạn nên vuốt đẩy như thế này để nó không bị... Có cái lực bóp khi mà mình cầm. Mình càng cầm càng chặt nó càng khó chịu các bạn ạ. Có những con là nó cũng ok. Tôi sẽ bắt luôn con này xuống, nó đang cơn đói, tôi sẽ bắt nó xuống. Đây là chú chim của chúng tôi vừa bay lên sàn xong.
các bạn thấy là những chú chim là không bao giờ bay mất được, kể cả nó có sổng ra thì nó cũng vẫn về thôi, bởi vì cái nền tảng của tôi là tôi thuần hóa từ lúc 7 ngày 10 ngày tuổi đến bây giờ là nó đã biết ăn rồi các bạn. Các bạn đừng coi thường cái việc tẩy giun nhé. Tẩy giun sán là cái việc rất tốt, chúng ta có thể một vài tháng, một năm chúng ta có thể tẩy 1-2 lần. Và bây giờ còn 2, 4, 6, 7 con nữa thì tôi sẽ bón luôn nó ở trong chuồng. Như vậy thì các bạn thấy là rất là khoan thai đúng không? Rất là vui. Và cuộc sống của mình là cuộc sống của những chú chim gáy. Nghiên cứu về chim bu gáy là một cái đam mê của mình. Tròn diều rồi các bạn nhé. Vậy là 2, 6, 8. Các bạn thấy là nếu như cái sự chia sẻ của mình về cái bài thuốc tẩy giun cho nó đồng đều và như thế này, và cũng là để bổ sung thêm cái độ thuần của chim, thì các bạn thấy là chúng ta sẽ bón những chim theo kiểu như vậy, và tất nhiên chúng ta sẽ cho nó uống xong cái hơi này. Những con nào mà chưa uống được hoặc là nó muốn uống thì chúng ta có thể để vào đây. Chúng ta để vào đây và nó sẽ uống, trong cơn khát nó sẽ uống. Đó các bạn, đây là những chú chim mà mình cho nó uống rồi.
Và bây giờ mình sẽ mở cổng ra để cho nó sang lồng 8 con. Đấy, các bạn hạn chế bắt bóp làm sao đó con chim nó không được. Đấy các bạn thấy nó sang rất là ok. Sang đi con. Sang đi. Đây là những chú này đã được tẩy giun nhá. Vậy các bác mua là từ bây giờ đến lúc nó trưởng thành là các bác mới tẩy một lần nữa cũng được, khoảng lúc nó gáy. Sang. Ok. Tôi có thể đẩy nó sang một chút. Có vấn đề gì chữa bệnh hoặc các bạn muốn tìm đến những chú chim theo mong muốn thì tôi sẽ cùng với các bạn. Số điện thoại của tôi là 0163 5305982. Đó. Vô đi con. Đó. Thì đây là những chú chim của chúng ta. Rất là thuần đúng không ạ? Giai đoạn này thì các bác nên sau khi uống nước tẩy giun này các bạn nên dùng cái khay nhôm này các bạn cho nó ăn cám. Tôi nghĩ là ăn cám nó sẽ rất là giống vào nước, nó sẽ rất tốt. Đây mà cách là tôi cho nó ăn. Đó. Thì tôi sẽ san ra hai cái khay này. Đó. Vừa cám vừa lúa đúng không ạ? Chúng ta sẽ cho nó ăn. Và các bạn thân mến, chương trình gọi đam mê chim cu gáy trên cái kênh Chim Cu Gáy Hay của Thao ấy, thì có chia sẻ rất là nhiều bài. Thì các bác yên tâm là các bác có gọi điện đến cái số 0163 5305982 của tôi ấy, thì nó cũng là một cái điều đương nhiên thôi. Đó, các bạn thấy là những chú chim của chúng ta khá là thân thiện đúng không ạ? Nó sẽ ăn luôn bây giờ. Đó, nó sẽ ăn. Đó. Đấy. Và nó sẽ rất đơn giản thôi. Tôi sẽ cho ra đây cho nó tắm nắng. Đấy, xin lỗi các bạn một chút, tôi sẽ nhấc ra giữa sân. Mình chẳng mấy khi có một cái nắng rất là đẹp như này. Và các bạn thấy là tôi luôn luôn đam mê, luôn luôn đi những cái hướng đi mà thực sự là trên cái sự đam mê các bạn ạ. Trên cái sự, chỉ có sự đam mê chúng ta mới làm được cái việc như thế này. Và các bạn thấy là những chú chim khách nó gáy gù rất là thổ đúng không? Đấy. Đó, tôi sẽ zoom lại. Tôi cũng sẽ cho của những chú chim ra cho nó tắm nắng, cho nó tắm nắng cùng với các chú chim đàn em, rất là nhiều chim non các bạn. Đây là những chú chim còn non hơn, chưa đến mức độ như vậy. Các bạn thấy là những chú chim này nó rất là bé nhỏ, rất là còn bé đúng không? Các bạn thấy rất là bé, nó
rất là bé, nhưng mà thực tế là tôi cũng vừa bón vừa nuôi vừa chăm bẵm vừa uống thuốc rồi. Các bạn thấy là một nứa này nó cũng tầm cũng bằng một cái bu kia luôn chứ không phải không, và rất nhiều bu ở dưới trang trại nữa đó. Tôi cũng sẽ cố gắng, đây bên này một bu, bên này một bu, làm 3 tầng. Và tới đây tôi sẽ gắn bánh xe để tôi đẩy cho nó tiện. Ở nhà thì cũng không có gì ngoài chim, ngoài chim cu thôi các bạn ạ, lồng chim và chim. Thì đây là những cái nhà lưới mà tôi bắn qua quá trình bị một sơ ý, chim cũng sổng ra nhiều. Mà có thể là nó cũng sẽ mưa gió nó không bắt được kịp, nó sẽ yếu chim, thì tôi quyết định tôi bắn một cái nhà lưới như thế này. Thì từ đó là chúng ta sẽ, tôi sẽ để hai con này đây cho nó gù nhau nghe cho nó vui tai. Đấy, thì các bác thấy đấy, đây là những chú chim của chúng ta. Các bạn thấy là khi nắng ấm lên, các bạn nên cố gắng cho chim ra phơi nắng. Bởi vì chia sẻ với các bạn một cái điều như này, khi nghiên cứu về con chim thì các bạn biết là cái bộ lông của nó rất là bụi, và trong cơ thể nó chứa ẩn trong những bộ lông của nó rất nhiều những cái mầm bệnh, rất nhiều những cái vi khuẩn. Các bạn đừng nghĩ là nó sạch sẽ đâu nhá. Các bạn nuôi một hai con không sao, nhưng mà các bạn nuôi nhiều các bạn mới cảm nhận thấy là nó là như vậy. Mà tôi phải rất tinh ý, rất là nghiên cứu tôi mới đưa ra cái kết luận này. Nên các bạn cố gắng là làm sao không để chim ướt. Đó, những con chim ngủ rất là thổ đúng không? Có âm đồng. Đấy, thì các bạn cố gắng là gọi điện thẳng cho tôi, các bạn không lên nhắn tin. Bởi vì thực ra cái nhắn tin tôi cũng có thể trả lời phần nào thôi, tôi không thể trả lời hết được. Những lúc tôi đang quay phim như này, những lúc tôi đang bán chim, những lúc tôi đang xử lý khi mà chuyển chim trên đường có sự cố, hoặc là có những vấn đề tôi phải giải quyết nó quá nhiều. Mà tôi thì cũng không phải là chuyên nghiệp như một số anh em khác bảo là có tổng đài hay là có nhân viên gì để làm việc thay thế cả. Chỉ có một mình Thao, và một mình Thao chim cu gáy không thể giải quyết được. Đó. 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 Các bạn thấy không? Một con bên cạnh đây và một con bên kia. Thỉnh thoảng mình cứ nghe những cái tiếng gù như thế. Đó. Con bên lắp đèn. Đó. Đó. Các bạn thấy thổ chưa? Quá thổ luôn đúng không ạ? Thì tôi đang nói dở vấn đề là các bạn lên phơi nắng. Nếu như các bạn phơi nắng được thì chim gần như là nó bông tơi như thế này này. Đấy. Nó bông tơi như này các bạn nhé. Thì nó sẽ những cái con ký sinh trùng, những con giận mạt nó sẽ không có chỗ để trú ẩn. Nó sẽ tự nó phải thoát ra khỏi cơ thể. Và con chim này nó đang ở giai đoạn bung lông, thay lông, hoặc là nó có thể tòe lông.
thì chúng ta thấy là nó phơi nắng khô bông thì nó sẽ vẫy cánh, nó sẽ giang cánh và nó sẽ gì, nó sẽ duỗi, nó sẽ phủi đó. Thì cái đó mới là cái quan trọng các bạn ạ. Giống chim này thì nó ẩm ướt mưa gió là nó không thích đâu, nó rù rù chim ngay, hoặc thậm chí nó có những cái mầm bệnh ký sinh trùng nó sẽ phát huy. Thì đây là cái cách mà mình dạy chim biết ăn. Với cái khả năng tập thể bầy đàn như thế này thì các bạn nên để cả lúa, cả cám, cả hạt viên mảnh, cả viên và hạt viên ống, và để trên một cái sàn như thế này thì chúng sẽ ăn. Thì con chị nó sẽ lụy con em và nó sẽ dạy con em. Ví dụ như con này nó sẽ chưa biết ăn mấy, nhưng mà như con bên này nó sẽ ăn. Và trong cái cơn đói cùng quẫn, chúng sẽ phải theo nhau, chúng sẽ có ngôn ngữ của nhau và chúng sẽ gì? Chúng sẽ bảo nhau, chúng sẽ nói học nhau, kể cả từ nguy hiểm đến cái từ cái gọi là nguồn thức ăn tìm kiếm được, chúng sẽ phải chia sẻ cho nhau. Đó là theo tôi nghĩ là như vậy. Ở bất kỳ một loài nào cũng vậy thôi, con người cũng vậy thôi. Thì trở lại vấn đề là tôi muốn chia sẻ cái clip ngày hôm nay cho các bạn, đừng coi thường cái việc thú y, kết hợp thú y trong quá trình nuôi. Đó, các bạn thấy là những con chim này nó đang ăn, nó đang rỉa. Đấy, và các bạn cố gắng là tẩy giun một năm ít nhất là một lần hoặc hai lần cho chim. Đấy là mà cách tẩy của chúng tôi là như vậy. Nếu như các bạn xác định tẩy theo kiểu là triệt để thì các bạn cứ để nó đói từ lúc tối hôm trước đến sáng hôm sau và đến 4 giờ chiều hôm sau. Các bạn cho nó ăn no hết đi. Ăn như thế này này, no đi. Và các bạn để nhịn nước khoảng gần hơn một ngày cũng được. Nó không chết được đâu, chim này nó nhịn uống nước. Trong càng nhịn càng tốt. Thì các bạn hòa với thuốc tẩy giun vào nước và các bạn cho vào cái lúc nó đang khát nhất, sau một thời gian nhịn dài. Thì các bạn cho uống thuốc, các bạn nên làm như vậy. Làm như vậy thì thứ nhất là thuốc nó sẽ ngấm, con nào nó cũng sẽ được nhiều thuốc và nó sẽ uống no thì thôi trong cơn khát. Mà thuốc nó sẽ được vào cơ thể một cách tất cả. Đấy, còn nếu như mà cách vì chim non nên là tôi muốn nó thuần hơn một chút rồi tôi sẽ bón như vậy. Và tôi sẽ bón từng con, không bỏ sót một con nào cả. Đấy, các bạn thấy là nó rất là đều đặn đúng không? Những chú chim của chúng ta nó sẽ là những cái chú chim thuộc về các bạn. Trong quá trình về sau tôi sẽ chuyển, tôi sẽ bán cho các bạn với cái tính năng là với cái thương hiệu là chim cu gái hay. Các bạn cứ gọi thẳng điện cho tôi sẽ chuyển cho các bạn những chú chim đúng như cái yêu cầu của các bạn. Tôi hứa sẽ đem lại cái niềm vui cho các bạn. Đó. Đấy, các bạn thấy là những chú chim. Và đặc biệt một cái điều nữa là mình chia sẻ là các bạn thấy là ở đây là những cái cầu bậu này, các bạn thấy không? Đó, các bạn làm chim nó phải có cái cầu bậu như thế này để cho chúng bậu lên và chúng đứng ở trên cao, chúng rỉa lông, chải lông. Đấy, chứ các bạn để sàn thì tốt, sàn này thì nó không dẫm vào phân. Một trong những cái điều mà phân nó dẫm vào chân và trong phân nó rất nhiều vi khuẩn, vi trùng, nó sẽ bò lên người và nó sẽ phát bệnh. Đó. Các bạn thân mến, thì clip này thì cũng khá dài rồi. Tôi xin đính chính lại là với cái kênh chim cu gáy hay của tôi trên YouTube và trên Facebook. Và cái Zalo của tôi cũng dùng bằng cái số là 0163530982, cũng như các bạn gọi điện thẳng. Mà nên nhớ là các bạn cố gắng nên gọi điện nha. Các bạn nhắn tin là tôi cũng không dám hứa trước là tôi sẽ trả lời được hết. Cố gắng là gọi điện vào những cái giờ đẹp. Đấy, vào những cái giờ đẹp, giờ cao điểm, giờ nghỉ ngơi, các bạn nên để cho một cái không gian để cho ai thế thôi, cũng phải có giờ thời gian nghỉ ngơi. Và cũng nên gọi một hai lần. Chứ thực ra có những lúc tôi đàm thoại với các bác khác thì tôi cũng không thể phục vụ hết được. Tại vì tôi chỉ có một mình tôi không nghe được hết đâu. Có thể là lúc đấy là tôi đang đàm thoại với người khác thì các bạn có thể tắt đi và tôi sẽ gọi lại, hoặc các bạn sẽ gọi lại cho tôi lần 2, lần 3. Thì cái điều đấy là điều rất là thực tế chứ không